Ê, nghe bạn anh trai, đừng có cả khịa sự đẹp trai của nó phải chứ. Úi xồi, bắn cái viên nào lên lên đầu thế này hỏng đấy bạn. Tôi nhảy đã, nhảy ra đây đấy bạn. Ui, ra trên cổng chờ không qua chạy bo nữa luôn các bạn ạ. Ok, con trai từ trên trò chạy xuống, từ trên trò chạy xuống. Úi xồi, bắn vào đầu như thế này thì đỡ thế nào được các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình các bạn nhá. Thì ngày hôm qua thì cái chiếc clip mình đăng ấy, thì có nhiều bạn bảo là anh bắn thử cây M451 chip đi. Thì mình cũng có bắn thử rồi, và mình cũng có lắp thử băng đạn chip vào rồi, và bắn nó rất là khỏe các bạn ạ. Nên là mình quyết định là phối nay mình phối theo kỹ năng combo phải là siêu sát thương. Như cái clip trước mình bắn cái khẩu Gro ra và cầm theo combo kỹ năng nhân vật này đây các bạn. Thì nay mình sẽ test trên khẩu M451 nhá. Okay. Ui số nếu mà nó phối với băng đạn súng trường mới nhở. Thì phải gọi là bắn ối rồi luôn đấy các bạn ơi. Bọn phang nhau bên chia vui thế nhở. Thì có lẽ là mình lên đi kiếm một chút xu đi. Với lại tiện thể kiếm cây M4 luôn để mình có gì mình lắp chip vào mình triển luôn các bạn ạ. À đủ ở đây mất. Bọn nó quay nhau trên mặt này. Úi xoay. Hello anh chạy. Chân xin. Chạy lo toàn chứ động. Là phát hai mạng liền. Ok kìa. Trời ơi. Xấy một viên vào đầu mấy viên vào một người như thế mà không đủ sát thương cho nó. Chết kìa anh em. Như thế này nó cũng yếu máu rồi. Nó bắn ai. Bắn ai anh chạy. Bắn ai đây anh chạy. Hình như nó bắn ai đó bên trên đồi đấy bạn. Để mình lút sát đi này coi. Đấy nó không có M4 tạ. Nó bắn AUG mà nhở. Để mình lút sát đứng ngoài coi. Thì ta là mình đang có 2 tiền đủ lên được level 1 rồi này. À đủ thế này. Ô. Nó còn thêm 4 tiền nữa này các bạn ngon nhé. Ui M4 luôn chứ. Trời ơi. Chiều luôn các bạn ơi, chiều luôn các bạn ơi. Thì vậy là mình đủ lên cấp M41 chip level 3 này. Bây giờ mình cần kiếm thêm cái băng đạn súng trường nữa là thành M41 chip level gọi là siêu cấp VIP Pro luôn. Kết hợp với tưởng mình nghe có tiếng chân gần các bạn ơi. Lôi trái. Núp. Đó núp góc trong đây. thủ gì nữa kìa. Cái gì nghèo chứ ta. Chúng ta mới từ trên đâu chạy xuống đấy các bạn ạ. Để mình sẽ nâng cấp súng chip đến đây. Ấy trời ơi. Súng VIP liền các bạn. Bây giờ mình thiếu mỗi là cái băng đạn súng trường mới thôi bạn ơi. Phụ kiện băng đạn súng trường thì mình cũng chả nhớ tên nữa. Nói chung là lắp thêm cái băng đạn súng trường đấy thì đang có ối rồi luôn. Mà chúng ta phải kiếm thêm cái nòng ba nữa kìa. Hello anh. Chả anh lại test. Test đang mở 4 cái mạng. Ui trời ơi đấy. Bắn mượt như thế này cơ mà các bạn. Ui được nhá. Ở thằng này. Ui nó còn Groza này. Mà thôi nay mình có bảo là mình là test M451 rồi các bạn ạ. Được rồi các bạn ơi. Đồ này của mình cũng khá là chiến rồi đấy. Bây giờ mình nghĩ là mình cần được cái... đâu đây. Bắn như thế. Bật chưa nô. Ui thôi xong bạn rồi. Đụng đẩy lại sốc đây à. Đẩy lại góc bên đây luôn hả mày. Cà khịa cái nhẹ lên bạn ấy. Xài hành động. Các bạn biết hành động này là hành động gì không? Ôi xoay xoài ơi. Chỉ những bạn kiểu dân chơi mới biết được cái hành động vừa rồi mình xài là hành động gì các bạn ạ. Thì mình cũng có quay khẩu này rồi. Thì chắc có lẽ là ngày mai mình sẽ đăng clip cho các bạn xem nhá. Mà mình không biết là các bạn săn hết bao nhiêu kim cương nữa. Nhưng mà mình săn nó rất là tốn kém. À chắc là mình sẽ làm kiểu chương trình mini game nhỏ nhỏ các bạn nhở. Chắc là làm chương trình để cho các bạn đoán xem là cái khẩu X-M8 lần này mình sẽ mình săn hết bao nhiêu kim cương các bạn nhá. Để các bạn đoán thử để ngày mai mình sẽ đăng clip xem các bạn có đoán chuẩn không. Okay. Chứ thực sự là khẩu này mình săn tốn vãi cả chiều luôn. Hình như là thôi ta không tiết lộ được. Nói chung là nó sẽ rơi đâu đó tầm khoảng các bạn biết là lại chắc mấy khẩu huyền thoại thì nó sẽ tầm khoảng là 10k kim cương trở lên. Nhưng mà mình thì lại khác các bạn ơi. Bây giờ mình cần cái băng đạn M451 chip các bạn ạ. Buổi sau nay hình như là mình không thấy cái phụ kiện của cái shotgun hay là cái tiểu liên luôn ấy. Hay là có khi trận này không có có băng đạn chip các bạn nhở? Ừ hình như khả năng là trận này không có băng đạn cho so súng trường đấy. Có một chấm đỏ hình như là có một đứa nó núp bên trên nắp chọc thì phải cái các bạn ơi. Mình nghĩ có khi là kiểu anh Gana fit lại cái phụ kiện rồi ấy. Đang tính này test kiểu M451 full chip với lại là full kỹ năng nhân vật siêu sát thương. Kèm theo đó là băng đạn trường mà nên lại không thấy ạ. Bây giờ đầu tư nhẹ một quả keo xử cái thằng nó đang núp ranh trên nóc chọc này bạn. Để tập keo ngay đây này. Rồi, nay mình cầm bom kia thường các bạn. Là đâm ra là trận này thằng phẹt bắn hơi bị chiến nha. Đâu rồi. Đấy là mình đi nó nằm ngay góc bên đây. Ok kìa. Đừng nói là nó biết mình chạy xuống dưới đây mình kiếm góc bắn nó là nó chạy đi rồi nha các bạn ơi. Hình như là thế đấy. Không có bên đây luôn ạ. Thế thì khả năng nó nằm bên mái nhà bên kia rồi. Xịt.
Đang tính kiếm kill free, nó đang tính kiểu không làm đòi có ăn rồi. Để mình qua góc bên nhà lỗ khi mình lên cái nóc nhà lỗ mình bắn nó các bạn ạ. Không lấy cái góc này, mình lấy góc bên đây. Nhưng mà sợ có cái gì vậy anh trai? Ok à? Ôi, súng mình giờ chưa có scope nữa, pha cả trưởng thật. Nãy đây giờ mình bắn red dot các bạn ạ. Để mình sẽ đẩy lại kiếm góc bắn nó luôn này. Hello anh trai. Để nó tính solo. Ok. Như là có vẻ như là nó kiểu thấy mình mặc bộ đồ này trông kiểu chất chơi quá bạn. Đâm ra là nó chạy luôn mà các bạn thấy nay mình phối quả bộ đồ này trông chất không các bạn. Uầy, chơi Chrono sau đầu mặc áo ranh mùa 2 sao độ thêm cái nón của cái bộ đồ gì mình cũng chả nhớ tên nữa. Uầy, trông thằng fan chất thực sự ấy. Nó trên nhà mang nhảy xuống này các bạn. Hình như là thằng này nó đang tính chơi chiến thuật chạy rìa bo các bạn ạ. Đi đâu mất tiêu rồi nhở? Ok, đây. Nó biết ngay nó chạy sang rìa đây mà. Nó bắn ai kìa. Mày bắn ai thế về? Ơi. Sao cái M4 này hình như là không có scope, đâm ra là kiểu cái mình ngắm tầm xa nó hơi yếu đấy các bạn. Để mình sẽ đẩy là mình kiếm luôn đi. Mấy thanh niên này nó dám cả kiện mình phải trả thù các bạn ạ. Có khi nào à đây. Biết ngay chạy xuống dưới này. Trời. Hình như nó đang dí ai thì phải các bạn ơi. Để mình sẽ dí ngược lại nó này. Chủ tịch giả vờ dí người khác và cái kết bị dí lại ấy chả. Lo tận di động, bay đầu thôi chứ còn gì nữa. Trời ơi, cũng được các bạn nhá. Nhưng mà hình như là có vẻ mình không sờ cốp là đâm ra là cái kỹ năng nhân vật gì ta. Nhân vật phải gọi là con nhân vật mình không nhớ rõ tên nó là gì các bạn ạ. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nói cho chung là con nhân vật các bạn hình thấy hình con chim đại bàng không? Okay. Các bạn nhớ tên con nhân vật đấy tên là gì thì comment bên dưới giúp mình nhá. Mình đọc cái kỹ năng của con nhân vật đấy là mình nhớ không nhầm ấy là nó sẽ kiểu gì nhở, tăng tầm xa hay là gì đấy khi mà bắn sát thương mình cũng không nhớ. Nói chung là khi các bạn bật ngắm bắn ấy không nhớ rõ kỹ năng nữa. Hiện tại bạn nào nhớ thì comment nhân vật bên dưới giúp mình nhá. Tính ra trên cổng trời không qua chạy bo nữa luôn các bạn ạ. Ok kìa, con trai từ trên trời chạy xuống. Ui trời ơi. Bắn vào đầu như thế này thì đỡ thế nào được các bạn ơi. Thôi để mình chạy xuống dưới đây mình mua cái X4 các bạn ạ. Để mình kích hoạt kỹ năng nhân vật con chim đại bàng của mình. À đâu con diều hâu hay là chim đại bàng nhỉ, chả biết nữa. Để vứt cái ống ngắm nhiệt đi này. Mua X4 thì chúng ta mới kích hoạt được kỹ năng các bạn ơi. Ok, rồi còn, ok kìa. Không đủ tiền mua máy quét các bạn ạ. Để mình lúc xác đi này coi xem có máy quét ở đâu. Có xu không để mình mua tí máy quét. Có quế quét cho nó chiến. Nãy giờ hình như là đầu trận giờ. Có khi mình nghĩ là khả năng là trận này không có băng đạn súng trường các bạn ạ. Mình sẽ xài nhẹ cái máy quét xem quét có đứa nào quanh đây không. Từ để mình ra rìa bo đây mình check đi. Nếu mà có băng đạn súng trường thì đây định không một đứa sẽ bỏ. Tết đam ở 4 của ngoài. Trời ơi, 35 đam một viên các bạn ạ. Không biết là thằng đấy nó có giáp hay không nhở. Mình nghĩ khả năng là nó kiểu mặc sấp 2 mà mình bắn được 35 đam một viên là cũng chiến phết đấy. Đạp to phết đấy. Nếu mà kiểu trận này mà có thêm cái phụ kiện băng đạn súng trường nữa thì nó sẽ phải gọi là chiến hơn các bạn ạ. Ôi, nhưng mà có khi nào kiểu nếu mà kiểu mình bắn lắp phụ kiện súng trường vào ấy, bắn đam nó lên 40 các bạn nhở, thì phải gọi là ảo ma Canada luôn ấy. Chắc là mình sẽ xài nhẹ thêm cái máy quét đi. Chạy sang góc bên kia, góc bên đây không có đứa nào chạy rì rì bo các bạn ạ. Quét xuống bên dưới, bên phía tháp đồng hồ. Có một đứa trên tròi các bạn ạ. Bọn còn 6 người à. Mình nghĩ là khả năng là bọn nó chơi chiến thuật chạy rì rì bo rồi. Nên là mình thấy có một chấm đỏ đây, mình sẽ cam đứa trên tròi này. Nếu mà chấm đỏ ngay giữa đường thì chỉ có trên tròi thôi các bạn ơi. Sẽ chờ nó chạy bo các bạn nha. Sửa đứa này trước rồi chúng ta sửa mấy đứa kia sau là hợp lý này. Mình lên với lại mình cũng lên cái cam góc này nhở. Cam góc này thì nó sẽ ok và an toàn hơn ấy. Bắt định mệnh nó đâu ra nó chạy bao lên góc này nhanh thế em nhở, ảo thật đấy. Ê nghe bạn anh trai đừng có cả khịa sự đẹp trai của nó phè chứ. Úi xồi, bắn cứ viên nào lên đầu thế này hỏng đấy bạn. Tôi nhảy đã nhảy ra đây bạn. Ui xinh ôi bắn chiến thế em nhở. Ui sau này không hiểu sao mình bắn M451 bay toàn đầu ta. Hay là có khi nào kiểu M451 gắn ba con chip nó như thế không nhở. Ôi kiểu bắn nhẹ mà cũng lên đầu ấy. Để xài nhẹ máy quét coi. Bo này còn 4 người nữa. Có những con đứa ngồi ngay trên điện. Ui xồi ôi. Đam siêu phải gọi là siêu chiến như thế này cơ mà. Combo kỹ năng siêu sát thương kèm đó là phụ kiện chip. Nếu mình chỉ ước gì là trận này chúng mình có thêm cái băng đạn ở cái phụ kiện súng trường nữa bạn ạ. Là bắn M4-1 bao chín luôn đấy. Mà các bạn cũng lên thử phải là combo siêu sát thương này của mình nha. Bắn chiến phết đấy. Đa quét có một đứa bên trên tròi thôi à. Vẫn còn hai đứa còn lại góc nào đấy các bạn ạ. Còn hai đứa nữa bọn nó rìa bo kìa. Thế thì đẩy lại chiến thôi.
Góc này của mình là ngon đấy bạn. Bọn nó phang nhỏ. Có đứa bật Juno ngay đây này. Úi sợi. Nếu mình sẽ căn làm một quả highlight này bạn. Như là mình oh shit. Mình quyết đổi con pet rồi. Cầm con pet quang lượng này ném xa như thế. Sợ hụt này. Đủ. Nó này được chơi mình. Ok. Còn một vết một à? Mình sẽ nhiều mình lấy góc. Bạn trai. Anh phải để sát lại để em làm một pha one shot cho các bạn xem này. Các bạn nghe danh fan M187 one shot chưa? Từ nó đẩy góc lại. Nó đẩy góc. Kìa. Thế đã. Nhảy đã, lên đầu. Ôi, bạn nghe danh fan M187 one shot chưa? Lên đầu. Ôi trời ơi. Đạp đầu như thế mà nó còn dính thêm mấy viên đam vàng kìa. Đẹp rồi, đỏ quên đấy. Thật là mình có một pha kiểu thể hiện M1014 one shot cho các bạn xem rồi. Cái tay nhỏ. Thì thôi các bạn ạ, chắc là clip của mình cũng xin kết tại đây thôi các bạn ơi. Các bạn nghĩ sao về combo M41 chip với lại combo kỹ năng nhân vật của siêu sát thương như thế này? Thì các bạn hãy comment ý kiến của các bạn bên dưới nhá. Thì clip của mình cũng xin kết tại thôi. Và xin video này thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share vào dưới. Và nhớ đăng ký kênh và bật chuông lên anh em nhá.